Tử vi tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 tháng 3 âm lịch năm 2022. Rất vui được chào đón tất cả quý vị đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần ngày hôm nay. Quý vị thân mến, lời đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh kính chúc tất cả quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, sống ở trên đời này thì ai cũng mong muốn gặp được nhiều may mắn, thành công, làm công việc gì cũng được thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên, không cần phải lo nghĩ quá nhiều. Và đặc biệt nếu như được con cái tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan và nghe lời cha mẹ thì càng tốt. Thế nhưng điều đó có phải là đang rất xa vời đối với tất cả chúng ta? Bởi vì trên thực tế có những gia đình họ rất hòa thuận, nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo lắng và gánh vác rất nhiều trọng trách trên vai. Cũng có những người kinh tế thì lại dư giả nhưng mà không được hạnh phúc trọn vẹn, đặc biệt đó là về tinh thần. Thiết nghĩ đó cũng là chuyện thường tình trong kiếp nhân sinh, đúng không thưa quý vị? Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 3 âm lịch ngày hôm nay thì chúng tôi, những người thực hiện chương trình kênh tử vi 247 cũng muốn chia sẻ đối với quý vị và các bạn về tử vi của những gia chủ tuổi Mậu Dần. Trong tháng 3 âm lịch này thì công danh, sự nghiệp, tài lộc, vận hạn của những người tuổi Dần sinh năm 1997 sẽ ra sao? Con giáp này có được thần tài mở kho, ban phát tài lộc hay không? Và trên con đường công danh sự nghiệp thì trong tháng 3 âm lịch này họ có gặp phải những trắc trở như thế nào? Sức khỏe, tình duyên sẽ có những chuyển biến ra sao? Thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi để nắm rõ. Sau đây là tổng quan của các gia chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Những người tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có mệnh thành đầu thổ, tính cách có phần cao ngạo, cực kỳ tự tin, cũng có nhiều khát khao và lý tưởng cao xa. Họ có tham vọng gây dựng sự nghiệp lớn lao, giành địa vị cao trong xã hội và được nhiều người nể trọng. Nên kiểm soát bản thân, đừng quá tham lam kẻo tự hại chính mình. Người này bản chất lương thiện, giàu lòng trắc ẩn, hay giúp đỡ mọi người. Với bạn bè, họ chính là người đáng tin cậy và là chỗ dựa tinh thần mỗi khi cần. Là người khẳng khái giúp đỡ người khác hoàn toàn xuất phát từ trái tim, chứ không cần báo đáp. Song họ có nhân duyên tốt, từ đó kết giao được những người bạn đáng quý. Họ có niềm yêu thích với các vấn đề huyền bí hoặc liên quan đến triết học. Nếu bỏ thời gian và công sức tìm hiểu thì rất có thể sau này sẽ có thành quả bất ngờ. Trong công việc, họ được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao, song cần nhạy bén, nắm bắt cơ hội để có nhiều không gian phát triển, năng lực hơn nữa và thu được kết quả ngoài mong đợi. Nên tận dụng thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu tìm tòi có thêm kiến thức mới, nâng cao năng lực bản thân, tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự thăng tiến sau này. Vận thế của người tuổi Mậu Dần có những bước phát triển tích cực trong tháng 3 năm 2022, đặc biệt là trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu. Những người còn đang đi học có thể giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ nếu tinh thần học tập nghiêm túc, không lười biếng ỷ lại và có hiểu biết sâu sắc về những tri thức quan liên quan. Nếu có thời gian rảnh rỗi, bản mệnh nên học thêm nhiều sách vở, tham khảo giúp tăng cường vốn hiểu biết. Về chuyện tình cảm, tháng này bản mệnh chịu nhiều áp lực trong công việc nên dễ đem những cảm xúc tiêu cực trút lên một nửa của mình. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp giáp Dương Mộc nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này gia chủ Mậu Dần sẽ dễ có tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận, có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Công việc tháng mới khá lý tưởng, đặc biệt là những ai đang có công việc ổn định. Bạn hoàn thành rất tốt trọng trách cấp trên giao phó, nhận được sự đánh giá cao. Ngoài ra, quý nhân vận vượng lúc này còn giúp cho bạn nhận được sự tương trợ giúp đỡ hết sức kịp thời. Tuy nhiên, thành hay bại, cái chính vẫn phải dựa vào sự phấn đấu của bản thân. Gia chủ cần mạnh dạn, tự tin hơn nữa, đồng thời giữ thái độ khiêm tốn, học hỏi, hòa đồng với tập thể sẽ rất tốt cho đường thăng tiến. Những bạn vẫn còn đang mông lung với con đường phía trước thì đừng quá lo lắng. Bạn vẫn còn trẻ, vẫn còn cơ hội đứng dậy và bước tiếp. Học cách thích nghi với những môi trường khác nhau và tích lũy kinh nghiệm qua những lần vấp ngã sẽ giúp bạn trưởng thành hơn. Với người đang đi học hay có ý định học lên cao, cần phải tập trung tinh lực, đừng để áp lực tài chính hoặc rắc rối tình cảm làm lu mờ ý chí, bỏ cuộc giữa chừng. Nên học cách nhìn xa trông rộng, hướng về tương lai tươi sáng, bạn sẽ thấy có rất nhiều điều đáng để phấn đấu đạt được.
năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là Hạ Ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Mậu Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi học dự báo, tháng này công việc tiến triển tốt đẹp, hứa hẹn đường tài lộc tăng tiến mạnh mẽ, việc tăng lương hoàn toàn có thể xảy ra. Những bạn trẻ mới bắt đầu tư kiếm tiền, có thêm thu nhập cũng sẽ nhận được sự trợ giúp và chỉ dẫn của quý nhân để tìm ra con đường phù hợp, hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị trong cuộc đời. Cần chú ý rằng, trong tháng có nhiều chi phí phát sinh bất ngờ, dù là nguồn thu nhập ổn định, thì tiền đến rồi lại đi, rất cần có một kế hoạch quản lý tài chính chặt chẽ. Có như vậy, bạn mới không bị phá tài, ngược lại còn có thể tích lũy được một khoản riêng cho mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe nhìn chung không có vấn đề gì quá đáng lo ngại. Vì vẫn đang ở trong độ tuổi lớn, cho nên vấn đề về dinh dưỡng, rèn luyện thể chất tốt là được. Tuy nhiên, vì có nhiều hung tinh xung chiếu, cần đề phòng nguy cơ xảy ra va chạm giao thông trong tháng. Chú ý khi di chuyển đi lại, giữ an toàn giao thông, nếu không, trường hợp xấu là bạn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Với những bạn còn đang học lên cao nữa, thì hãy nên để cho đầu óc thư giãn, một chuyến du lịch với bạn bè chính là điều tuyệt vời. Với những bạn đã đi làm, không nên quá cật lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Các quý gia chủ tuổi Mậu Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Mậu Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Người độc thân, đặc biệt là nữ mệnh, vượng đào hoa, có nhiều cơ hội làm quen với những người trong môi trường mới, tăng khả năng tìm được người ưng ý. Càng chủ động tạo cơ hội cho mình, bạn càng tiến gần đến hạnh phúc. Nam mệnh cũng có cơ hội phát triển tình cảm nhưng lại quá thụ động, nhút nhát, rất dễ để duyên đến rồi đi một cách đáng tiếc. Nếu thay đổi, cục diện sẽ khác. Người đã kết hôn vẫn đang trong giai đoạn vợ chồng son nên cuộc sống hôn nhân rất ngọt ngào, hạnh phúc, sớm tối bên nhau. Đa số người tuổi này đều nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ phía gia đình để thoải mái, theo đuổi mục tiêu của mình. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy Cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Mậu Dần, trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 3 năm 2022, tức ngày 13 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 3 năm 2022, tức ngày 25 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ.
Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Dần trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 3 năm 2022, tức ngày 4 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 3 năm 2022, tức ngày 16 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 3 năm 2022, tức ngày 28 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc cụ thể như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của những người sinh năm 1998 trong tháng 3 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho những người tuổi 1998. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 3 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này quý vị nhé. Còn bây giờ xin mến chào và hẹn gặp lại.